Hello, chào mừng các bạn. Welcome các bạn đã đến với Hori Oracle Room và mình là Mr. Hori, người chuyên coi về chủ đề tiền bạc và công việc của các bạn trong channel này. Và hôm nay Mr. Hori sẽ có một chủ đề có lẽ là thú vị đối với Mr. Hori và một số anh chị, nhưng mà cũng sẽ không thú vị đến một số bạn. Nhưng mà Mr. Hari vẫn thích làm chủ đề này để tặng cho một người bạn cũ của Mr. Hari, một người đang trôi nổi trong dòng đời xuôi ngược này, là chị đã qua một công ty khác nhưng mà chị vẫn vương vấn công ty cũ, và bây giờ công ty cũ vẫn muốn mời chị quay lại nhưng mà chị sợ quê. Vì quá quê nên chị không giống như là sợ nhục đó các bạn. Nhưng mà mình đã khuyên chị là dù nhục cách mấy chị cũng phải quay lại, bởi vì đó là phù hợp với chị hơn. Thì chị đang phân vân nên mình quyết định là mình sẽ làm một tụ bài để tặng, và hy vọng chị sẽ coi được cái trải bài này, và hy vọng là chị sẽ có một cái chị sẽ có cái giải quyết tốt cho cái quyết định của mình. Và mình sẽ có 3 tụ bài ngày hôm nay, tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Những bạn nào có quan tâm đến cái vấn đề này thì hãy vào xem nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ có 5 giây để mà suy nghĩ nhé. Trong 5 giây đó thì Mr. Harry sẽ dành cho 5 giây quảng cáo. Các bạn ơi, hãy like, share, subscribe và chia sẻ channel của mình cho tất cả mọi người. Bọn mình cũng là những người mà gọi là đam mê công việc này đó, nên các bạn ủng hộ bọn mình thì các bạn hãy coi nhiều vô, coi lâu vô để bọn mình được nhiều cái động lực hơn và phúc lợi hơn trong cái công việc phi lợi nhuận của bọn mình trong thời điểm này nha. Hy vọng là bọn mình sẽ có những trải bài tốt. Nếu mà những cái donate của các bạn hoặc là những cái tiền do YouTube trả bọn mình thì bọn mình sẽ đầu tư vào channel như là mua bài hoặc là làm một số công tác khác nha các bạn. Chúc các bạn có một cái ngày tốt lành và nhớ like, share, subscribe nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ bài thứ nhất. Hoàng hậu kiếm, Nai cúp, Sáu gậy, No. Do wealth people have to spend their own money for wealth? Nothing necessarily. They don't even have to spend a cent today. Oh, do have made the universe? Okay. Một và bốn gậy. Chúng ta có cả Queen of Autumn. À, 4 cúp và chúng ta có cả Queen of Autumn. Thì các bạn ơi, với cái trải bài này thì Mr. Harry thấy rất rõ rằng các bạn không nên trở lại công ty cũ nha các bạn. Nhục lắm các bạn ơi. Thật sự rất nhục. Đúng là các bạn có thể trở lại công ty cũ, nhưng mà cái thời gian mà trở lại công ty cũ này nó cần phải dài hơn. Tất nhiên các bạn cũng sẽ được, nhưng mà bây giờ các bạn biết không, các bạn đang được welcome ở công ty mới. Có lẽ là các bạn chưa nhận thức được cái điều đó. Đây, giống như các bạn chưa nhận thức được điều đó. Nhưng mà các bạn hãy bỏ ra một ít thời gian, hãy cố gắng với cái công việc của mình đang theo đuổi, và hãy follow nó. Thì đâu đó các bạn sẽ nhận được những cái thành quả mà các bạn cố gắng để đạt được. Ở đây chúng ta có Queen of Autumn là truthful, carefully creative and generous, begin here. It will be give advice that support practice and creative it should be follow practice focus only upon. Đúng rồi các bạn, câu chuyện đặt ra là các bạn cần phải đặt cái mục tiêu của mình thật cao và thật hướng đến một cái mục tiêu cụ thể và nhất định để đạt được những cái điều mà các bạn mong muốn trong cái công việc mới, chứ không phải là các bạn hướng về công việc cũ các bạn, công ty cũ của các bạn. Điều đó nó rất là vô nghĩa. Ok, nói thẳng một điều là nhục nhất tụ này, nên các bạn hạn chế chọn cái trở lại công ty cũ, đừng bỏ cái suy nghĩ đó trong đầu dù chỉ một giây nha các bạn. Má Mr. Harry sợ Mr. Harry chọn tụ này sau này quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua tụ 2 nha các bạn. Nhớ, nhục lắm nha, đừng cố gắng dòng về. Má vãi nhục. Rồi, tụ số 2 nha. 10 cúp, thần chết, 5 kiếm, if you believe. Lá bài này là if more people well know admire you already have you been more admire some final how cool for how the wealthy already in sick. Ok, tụ này
chúng ta có 6 kiếm và chúng ta có 3 tiền. Ok các bạn ơi, nếu các bạn chọn tụ này thì các bạn nên trở lại công ty cũ, bởi vì công ty cũ vẫn luôn welcome các bạn. Nhưng mà trong đầu các bạn lúc nào cũng nghĩ về công ty cũ hết. Các bạn luôn so sánh công việc mới và công việc cũ, thì các bạn thấy công việc cũ tốt hơn và công việc cũ cho các bạn nhiều thứ hay hơn. Và các bạn chỉ đang trải nghiệm ở công ty mới thôi, bởi vì các bạn có một cái, giống như các bạn có một cái gia đình ở công ty cũ, và cái quyết định ra đi này các bạn đã là một quyết định mà nó hơi sai lầm một tí, nhưng mà nó cũng không phải là sai lầm các bạn, tại vì ở trong của cuộc đời này cái gì làm nó cũng có những cái lý do của nó. Và đây các bạn đang bước qua một cái giai đoạn thử thách, và sau đó các bạn sẽ vượt qua được cái thử thách, trở về cái nơi các bạn cần trở về để đạt được cái sự thành công và xây dựng lại một cái nền tảng mới. Nhưng mà cái việc ra đi các bạn nó có một cái lý do là gì nè các bạn, có thể trong phòng ban các bạn đã có một sự xao động và sắp sửa sẽ có một cái sự chuyển đổi, thì các bạn đi giống như là các bạn tránh cái cơn bão đó như vậy á. Khi mà các bạn trở về thì trời yên biển lặng rồi, lúc đó các bạn sẽ building lại một cái môi trường mới, một công việc mới và một cái phòng ban mới, và các bạn sẽ có một cái vị thế cao hơn, hoặc là các bạn sẽ được người ta trọng vọng và quan tâm hơn. Ok ha? Nếu như các bạn nào mà quan tâm đến cái công việc cũ công ty của mình á, thì hãy suy nghĩ về công ty cũ, hãy giao bộ liên hệ với nhân sự hoặc các sếp cũ của mình nếu như còn làm ở đó, hoặc giả là các sếp của mình đã nghỉ luôn rồi á, thì mình hãy liên hệ với phòng nhân sự, hoặc là các bạn thử lân la lên các trang web tìm việc, thì đâu đó nếu mà công ty cũ các bạn nó vẫn còn duyên các bạn thì chắc chắn các bạn sẽ phải trở về nó thôi. Đó là duyên phận nha các bạn. Rồi chúng ta đến với tụ thứ ba nha các bạn. Chúng ta có quỷ, lá bài Devil, lá bài Hierophant. Trời ơi, 8 tiền, Recovery. Lá bài này là If it doesn't get any more beautiful and more magical and richer or any easier than things have right now, until of course you start expecting it. Ok, trời ơi bạn ơi, is it because for make it richer and easier, which one have you already go broker? 8 kiếm nha các bạn. Và chúng ta có cả Ace of Autumn. Nếu như mà các bạn lựa chọn cái tụ bài này á, thì Mr. Harry khẳng định là các bạn sẽ trở về công ty cũ. Nó còn mạnh hơn cái tụ hai nữa các bạn. Tụ hai là có lẽ các bạn nghĩ về công ty cũ, các bạn quan tâm đến công ty cũ, các bạn think about it, các bạn thấy những công việc đó. Còn cái này giống như là thực sự là cái người mà người ta làm những công việc cũ, hoặc sếp các bạn á đã tiếp cận các bạn và rõ ràng mà nói là công ty cũ này cho các bạn nhiều cái lợi ích và cái quyền lợi hơn, cũng như là cái cuộc sống các bạn nó balance hơn với công việc cũ này. Nó recovery, các bạn sẽ phục hồi lại được cái cuộc sống của mình, và các bạn có thể làm việc một cách đam mê và thích thú, các bạn có thể enjoy công việc, có thể học hỏi được rất nhiều và các bạn có được tiền. Tất nhiên là cái gì nó cũng có cái mặt trái của nó. Ở đây các bạn có tiền, các bạn sẽ có được sự giải phóng. Tuy nhiên á, là bạn biết không, lá bài Devil nó nói là các bạn sẽ có tiền trong cái sự ganh ghét. Có nghĩa là các bạn trở về công ty cũ, tụ hai thì có thể là bắt đầu trở về công ty cũ khi mà phòng ban các bạn giải tán rồi. Còn cái này là bạn sẽ trở về công ty cũ trong khi phòng ban các bạn giải tán hết, trừ cái đứa bạn ghét. Mắt cái đứa bạn ghét nó còn ở đó hoài luôn. Thề luôn, nó sẽ ngồi nó xỉa xói bạn mỗi ngày, bao nhục. Nhưng các bạn vẫn về, các bạn dày ăn trơ mặc tráo đó, về lại để mà dằn mặt nó. Thì đó, đây tôi đây thì cũng về. Thì đây là cái câu chuyện của tụ ba nha các bạn. Các bạn đi rồi, đi trải nghiệm chán chê, mòn mỏi rồi, các bạn trở về, cả phòng các bạn nghỉ hết, cái đứa bạn ghét còn ngồi ở đó, và ngày nào nó cũng xỉa xói bạn đó. Bạn phải tự giải thoát cho mình đó, bạn tự giải thoát, bạn tự phục hồi. Bạn làm việc mà bạn đừng quan tâm tới nó, xong bạn lấy thức ăn mèo cho nó ăn. Đó, thì đó là cái câu chuyện của tụ ba. Thì cái đứa chắc chắn là bạn sẽ gặp cái chuyện như vậy đó. Thì nếu các bạn nào chọn tụ ba thì chúc các bạn may mắn nha. Rồi ok, Mr. Hari xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe trải bài của cái này. Thực ra đây là một trải bài rất là ngắn và Mr. Hari cố gắng nói nhanh, do là những bạn mà có cái ý nghĩ phân vân á thì sẽ khó cho cái chuyện mà có phải suy nghĩ lâu dài và chịu khó ngồi nghe, thì Mr. Harry muốn ngắn thôi để cho các bạn quyết định một cách nhanh chóng và gọn gàng, đừng có suy nghĩ lâng lâng, nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ like, share, subscribe và xem chủ đề này thật nhiều nha, và biết đâu chúng ta sẽ tìm được câu trả lời chúng ta trong tương lai. Tạm biệt các bạn.